bắt kẻ đột nhập phòng trọ trộm cắp tiền, vàng. Do ham mê cơ bạc, Tú thường xuyên vay tiền của một người bạn. Tuy nhiên khi không vay được, Tú đã đột nhập vào phòng trọ của người bạn này để trộm cắp tài sản. Ngày 2 tháng 11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trình Văn Tú, sinh năm 1988 ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 29 tháng 10, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ nhận được tin trình báo của anh NB, sinh năm 1990 trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 22 triệu đồng và một chiếc kiềng vàng 5 chỉ tại phòng trọ trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Qua giả soát, đã xác định đối tượng nghi vấn là Trình Văn Tú. Theo đó, ngày 30 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành triệu tập Trình Văn Tú lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Theo điều tra, Tú là bạn của anh B. Do ham mê cơ bạc, Tú thường xuyên vay tiền của anh B sau khi anh B không đồng ý cho Tú vay thêm, nên đối tượng đã đột nhập vào phòng trọ của anh B lấy trộm tài sản. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.